Buổi trưa tất cả mọi người hôm nay là ngày thứ sáu ngày 13 tây tháng 10 2023 hôm nay là cái ngày mà cũng người ta kêu là cái ngày xét đánh đó tại vì đó cái ngày ma quỷ xảy ra đó trong những cái phim của Hoa Kỳ có cái phim mà để là Friday the 13 đó thì thứ sáu ngày 13 tây là ngày hôm nay ha thì đó là ngày là phim ma quỷ đó hồi sớm em thì có c hai à, tất cả chị em nhưng mà à, say hi tới đây bây giờ đọc thêm nha c hai dài câu nữa để trước khi mà báo tin tức để ông hồi là run out time sẽ không có thời gian c hai gì cả chào à, quanh thị nguyễn nha nguyễn dũng à, tùng nguyễn à, the real à, lợi trang à, chào lợi trang nha chúc mình khỏe mary nguyễn Um, anh luôn chào Lu, Jenny à, Hoàng nha, nha, Hoàng chúc Nguyễn mạnh khỏe luôn buổi sáng vui vẻ mạnh khỏe đây là của đài NBC News báo cho biết ngay cái cảng ở bên mẹ mì những người mà đi du lịch trong lúc này rất là đông rất là đông người muốn đi những cái crew, những cái tàu như vậy ngay bây giờ người ta không có lo về cái chuyện mà đại dịch xảy ra nữa cho nên rất là đông người muốn đi à, theo cô này nói hiện tại trong lúc này đó, chúng tôi nhìn biết rất là an toàn tại vì không có gì nói về đại dịch xảy ra nữa hết cô này đó là cổ đi từ Little Rock, Arkansas, đi tới mẹ mì để lên cruise ship để đi chơi. À, cô này thì cũng muốn đi qua Bahama chơi. À, đi crew đó có nhiều chỗ trên Hoa Kỳ phải bay tới bên Florida. Sau khi đó thì mới đi giống như những cái cảng to the tune of soaring sales and higher demand has lifted prices substantially. Hiện tại trong lúc này về cái những cái tàu mà cruise ship đi chơi thì cái giá nó đang lên rất là cao là tại vì đông người muốn đi quá đó. Theo của Cruise Credit nói cho biết về cái giá mà đi tàu du lịch chơi đi 5 ngày ở Bahama hay là uh, Caribbean, hay là Barbuda cũng vậy. Um, đó là 736 đồng vào tháng 12 năm 2023. Đó là tăng lên là rất là nhiều là so với hồi năm rồi đó. Rồi um, tăng lên là 37% so với hồi năm rồi, năm 2022 còn mà tính năm 2019 thì nó tăng lên tới ngày hôm nay đó là 43%. Trong lúc này nhiều người đó họ có tiền, họ muốn là đi một cái gì đó đi chơi thì đây là cruise ship họ tăng tiền giá lên họ thấy là đi cruise ship như vậy đó thì được cái quyền lợi nó nhiều hơn là khi đi à, chơi trên đất liền tại cruise ship đó đó là bao đồ ăn uống hết cho nên có quyền lợi hơn đó. Nhưng mà có một số người đưa lên cảnh báo về cái chuyện mà tàu cruise ship ở trên social media. Um, khi mà đài phỏng vấn một số người thì họ nói đúng rồi, họ biết trước là nó sẽ trở thành mắc như vậy đó. <laughs> Theo cái câu đó, cậu nói, tôi biết rõ là giá cả nó tăng, nhưng mà nó cũng đáng đồng tiền đó. Theo của Carable, cái hãng cruise ship này nói cho biết là cho dù mà cái giá ngay lúc này họ đang tăng lên, nhưng mà họ làm những cái gì trên cruise ship đó thì được nó khá khoảng chừng 25% cho tới 50% so với đi vacation mà đi nghỉ mát mà đi ở trên đất liền đi tàu thì theo cruise ship họ nói là nó có lợi hơn à theo của Norwegian cái này là cái hãng cruise rất là nổi tiếng đó họ nói là về cái chuyện mà cruise ship của họ đó là mình bỏ tiền ra đi cruise ship đó thì mình được cái quyền lợi nhiều hơn là đi à, bằng bất cứ cái chỗ nào tại vì nó đáng giá đồng tiền đó Norwegian họ nói là đi tạo của họ là nó lời đó là nó lời vậy đó. Và người ta đi uh, cruise ship là người ta có nhiều người chưa từng bao giờ đi bao giờ thì trước tới giờ đó cứ nghĩ là cruise ship mất tiền thật sự đó cũng không phải mất tiền cho lắm nó rẻ lắm á. Thì uh, đây là có nhiều người chưa đi cho nên họ tụ nhau đi trong lúc này tính ra tới ngày hôm nay đó là cái lợi chung lợi chung cho những cái tàu tại vì họ xây lên có người đi rồi cộng thêm là ngay bây giờ đông người đi nữa thì uh, mà mình đi trên tàu thì nó cũng có nhiều cái lợi có nghĩa là ăn uống là miễn phí uh, đã tính tiền hết rồi chỉ có tính tiền phòng thôi đó nhưng mà mình ngồi để nhìn cảnh đi ngoài biển cái kiểu nó vậy Ở mẹ mày là bây giờ là rất là đông người đi uh, cruise ship đó, bây giờ là tàu bè à đầy hết trơn đó. À đây là hỏi họ là uh, cái nhóm người này đó là trả bao nhiêu tiền để mà đi chung như vậy? Để họ nói đừng có hỏi tại vì rất là mát tiền <laughs> trong lúc này đó người ta đi thôi chứ người ta ít có nói về cái giá tiền đó là khoảng bao nhiêu người ta đi miễn sao đi chơi là quan trọng đó những cái tàu cruise ship vậy ok đó là của đài báo cho biết nha anh chị em nào đi tàu nhớ cẩn thận đó còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết trên ngày hôm nay à, đây là của đài mbc news báo cho biết Here we go, cho anh chị em xem cái này nha Hiện tại là cuối uh, tháng 12 năm nay đó. Đây là một trong những cái phim ảnh của Hoa Kỳ rất là nổi tiếng. Look at this. Movie. Set to how... Đây là cái phim của Wonka. Uh, Wonka là mọi người biết cái phim mà nói là cái uh, làm cái factory làm chocolate đó. Nhưng mà trước khi cái chuyện mà làm chocolate thì cái, cái ông mà ma chật của trong phim này, cái phim này là cái phim của Disney, rất là đông người thích xem đây là làm sao mà uh, Willy trước khi mà trở thành là mở cái mà chuyên môn bán chocolate đây là trong phim á nói vậy à, mọi người coi cái quảng cáo này của cái phim á mình nhìn mình giật mình luôn rất là hay Yes, cái quảng cáo phim thôi mình nhìn mình <laughs> nhìn rất hấp dẫn mà phim này là phim của Disney, uh, phim mà chuyên môn về Christmas đó mà có những cái phim này coi là hết sảy luôn tại họ Hollywood họ bỏ ra rất là nhiều tiền để đóng những cái phim kiểu như vậy. À, đây là cái phim mà trong cái cốt truyện mà nổi tiếng là Willy Wonka đó chuyên môn là làm chocolate bắt đầu ra làm chocolate như thế nào và cái người này là cái người magic, một cái người mà kêu bằng biết, kêu bằng biểu diễn đủ hết trơn đó à, cái pin này người đạo diễn là cái người mà đạo diễn của cái pin Harry Potter đó, Harry Potter thì mọi người biết rồi, rất là nổi tiếng à, đây là cũng đạo diễn cho cái pin này Còn cái anh mà đóng trong cái phim này. à Đóng vai tránh đó. Anh này là cái người. Hiện tại là một trong những người mà trẻ. Đóng phim rất là nổi tiếng. Từ cái phim Dung. Cho tới dăng qua cái phim này đó. Yeah, à, sắp tới đây on Christmas. Cái phim này sẽ chiếu đó. Rất là cool nha. Ai mà thích coi những cái phim mà. Của Disney. Coi về mà Christmas. New này kia đó. This is cái phim mà anh chị em nên xem đó. Đây là kêu bằng Family Movie coi nó vui trong gia đình của mùa Christmas. Đây là của đài ABC News báo cho biết. Hiện tại ngay bây giờ đó, ở trong quốc hội đang rất là lộn xộn, ông già đang rất là tức giận nữa. Vào buổi sáng ngày hôm nay, ngay Capitol Hill của Hoa Kỳ, đài có mặt ở chỗ này báo cho chúng ta biết Hồi tối hôm qua, ông Steve đó, một ba, ông làm một chuyện mà không thể nào tưởng tượng được. Có nghĩa là ông nói, ông nghĩ, ông không có đi tranh cử cái chức hạ diện nữa, ông Steve đó. Và ngày hôm qua có cái họp rồi sau khi đó hợp xong vào ban đêm thì ông Steve, ông biết rõ ràng là trong cái đảng của ông trong lúc này đang bị rất là lộn xộn, cho nên ổng ngừng ổng không muốn đi tranh cử của về mà à, chủ tịch của hạ viện nữa sau khi về cái chuyện mà ông kevin bị đẩy ra không có thể không có làm à, chủ tịch của hạ viện thì tới ngày hôm nay trở thành càng ngày càng lộn xộn thêm nữa ồ andy thấy à, tăng coi giết là willy Quan chocolate factory ra yeah, đúng rồi. Mọi người nhớ cái phim đó là hồi xưa uh, ra. Bây giờ nó ra cái phần này là trước khi mà cái chuyện mà mở cái chocolate factory đó, thì trước khi cái đó thì cái phim đó, cái phim này đó vào Christmas năm nay đó nó có đó. Yes, yeah, thích coi family Movie lắm. cho coi chung mấy đứa cháu này vui đó Christmas đó. À hiện tại ngay bây giờ đó thì của trong quốc hội của Hoa Kỳ à, không có biết ai là cái người sẽ trở thành là à, chủ tịch của hạ viện nữa, cái người nào phải được là 217 phiếu bầu, ở trong đó thì mới được trở thành chủ tịch của hạ viện. Ngay bây giờ thì không có xong đó. Ông Jim Jordan này đó là cái người mà cũng đang tranh cử làm cái chức của hạ viện. Nhưng mà ngay bây giờ ổng cũng đang bị người ta Là không có đứng chung với ổng đó Còn đây là của đài CBS Báo cho chúng ta biết tin buổi sáng ngày hôm nay Take a look at this. Or else. Oh my god Đây là của bên Israel Họ đưa ra nói cho biết Là ở ngay Gaza Một là phải mọi người Di tản hết ở chỗ đó rời khỏi Hai là tan nát hết Đây là họ bắn vô trong ông Gaza đó. Gaza là bắn liên tục vô trong Israel đó, bắn tan nát như vậy. Có nhiều nguyên cái khu này neighbor bờ là neighborhood, nguyên khu nhà đó, bắn sập hết luôn. Theo cái ông mà sống ở trong cái chỗ này nói mỗi buổi sáng chúng tôi thức dậy là chết chóc, chết chóc mỗi buổi sáng. There we go. Bây giờ đang nói chuyện mà họ còn bắn đằng kia nữa kìa. Giống như sáng nào cũng chết chóc chết chóc ở đây. Chúng tôi ở đây không có biết đường đi đâu hết trơn đó. Trong lúc này bây giờ chạy đâu đây? Và chúng tôi cũng không biết chỗ nào kêu là an toàn trong thành phố Gaza nữa nằm về hướng bắc đó là cái chỗ mà theo được nói là đi lại đó được an toàn gì đó ở nằm về hướng bắc thì cũng có cả triệu người sống ở đó ngay thành phố gaza đây kêu bằng đi dọn về hướng đó thì không biết là đi làm sao đây theo của un nói cho biết về kêu những cái người mà di tản đi về hướng bắc thì đây là rất là khó khăn Tại vì làm sao người ta di tản hết đi về hướng đó đây. Sẽ bị thảm khốc xảy ra những cái gì sắp tới đó, kêu những người dân này bây giờ dọn đi về hướng bắc. Tại buổi sáng ngày hôm nay bên Israel nhận được những cái giấy truyền đơn đưa ra nói cho biết phải đi về hướng bắc nếu không là chết. Cho nên đây là người ta bắt đầu dọn đó để trở thành vậy. Ok, đó là của đài NBC News báo cho biết nha. Còn đây là của đài CBS báo cho biết đây. Yeah, a lot of stuff going on right now. Có nhiều chuyện xảy ra đó. Take a look at this. Đây là của đài CBS báo cho chúng ta biết. Mọi người nhớ về cái chuyện mà xảy ra về trái rừng. À, đó, thì ở bên Hawaii. Tới ngày hôm nay thì nó càng ngày nó càng tồi tệ thêm nữa. À, đây là của đài báo cho biết. Mọi người nghe đây đó là những cú điện thoại của 911 lúc mà Hawaii bị cháy. Người ta gọi cho 911, hỏi 911 đó. Người phụ nữ này nói hiện tại cái bây giờ chúng tôi đang nằm ở bị kẹt xe. Rồi sau khi đó phía sau thì nó bị cháy. ấy đất cát bụi nó bay túi xuôi chân. Hết cú điện thoại này tới cú điện thoại khác gọi cho 911. Um, cái người phụ nữ nói là chúng tôi đang cố gắng để kiếm cách làm sao để đi ra khỏi cái chỗ mà đang bị kẹt xe trong lúc này à uh, kiếm cách để rời khỏi chỗ này. Họ kêu gọi um, 911 giúp đỡ. Đây là nằm bên Hawaii đó. Đó là có người gọi lên 911 nói hãy làm ơn hãy cho người tới nhà má của tôi có được không? ở trong nhà má của tôi có 10 trẻ em ở trong đó. Và những cái người dân họ cũng gọi lên chính phủ 911 vào lúc đó kêu gọi hãy làm sao giúp đỡ cho họ để mà rời khỏi cái chỗ đang bị cháy. Cái bà này gọi cho 911 nói tôi vẫn còn để con tôi ở nhà tôi đi ra ngoài mua đồ. Và con của tôi không có cách nào mà để rời khỏi ở chỗ này hết á. Đây là hai tiếng đồng hồ của 911 mà của những người dân ở bên Hawaii lúc mà đang bị cháy, họ gọi cho 911 tới ngày hôm nay chính phủ bên Maui đưa ra cho chúng ta xem về chuyện này. À đây là những cái người mà dân sống ở bên Hawaii vào lúc đó đang chỗ bị cháy họ kêu gọi chính phủ uh, giúp đỡ và um, chính phủ thì không có nói rõ ràng là họ phải nên đi đâu chạy chỗ nào không có nói gì cho ha. Lúc đó là lửa cháy ào ào tràn vô bên trong. Đây là chuyện xảy ra vào tháng 8 ngày 8 Tây. Lúc đó thì à, tổng đài mấy chánh phủ mới đưa lên nói cho biết là kiếm cách rời khỏi ở bên là hai nàng ngay lập tức. À, cái người đàn ông hỏi phải rời khỏi nguyên thành phố luôn hả? Rồi cái người trả lời của trong 911 nói là đúng rồi, thì làm sao rời khỏi cái thành phố luôn chứ không có ở trong đó rồi sau khi đó người kia mới hỏi là uh, cô có thể nói cho chúng tôi biết là tôi nên đi ở chỗ nào hay không hay ra làm sao hay không bây giờ tôi không biết đi đâu thì cái cô tổng đài nói là tôi cũng không biết nữa và dạ, thưa ông tôi không biết uh, ông nên rời khỏi nguyên cái đảo chỗ này sure và cái người đó cũng nói là tôi đây chỉ biết là nguyên cái đảo của chúng ta nằm về hướng East, à, đang bị cháy à, trong lúc này nằm về hướng đông đó thì đang bị cháy và cả luôn hướng tây cũng đang bị cháy <laughs> rồi có nhiều người lúc đó đang kẹt ở trên xe gọi điện thoại cho 911 liên tục Lúc đó họ gọi họ nói là ngay con đường họ đang chạy ra nó đang bị cháy. Rồi kẹt xe trước mặt, rồi khói lửa bay đầy trời hết trơn. Rồi lúc đó cái người mà trả lời điện thoại đó nói mem thưa bà là hai nè, cái chỗ thành phố là hai nè, ngay lúc này là đang rất là kẹt trong lúc này à kêu là phải đợi đi. À, nếu mà được an toàn, nếu mà cái chỗ của đang ở, đang được an toàn thì nên ở đó tiếp tục. Đây là của Tổng Đài nói đó. Và nếu mà không có cảm thấy chỗ đó an toàn, tốt nhất là kiếm chỗ nào đi ra ngoài biển đó thì mới được an toàn. như vậy nè mọi người biết khi mà có chuyện mà người ta gọi vô tổng đài giúp đỡ đây là có nhiều chuyện mà người ta nói là nó không đây là có một cái vấn đề rất là lớn xảy ra của chính phủ bên Hawaii để nói lại từ đầu ha thứ nhất là bên Hawaii khi bị cháy thì nó không có cái chuyện là à, của à, chính phủ đưa người ra giúp đỡ à, còi không có hú là bị cháy người dân không có biết là bị cháy. Có nhiều người thì nằm đó chết luôn trong lúc cháy. Rồi lúc chạy thì chạy không được chết luôn đó. Rồi có một số người đó là trên đường chạy ra gọi cho chính phủ, kêu chính phủ vô giúp đỡ. Không có một chính phủ nào chạy vô trong giúp đỡ chân. Không có một chính phủ nào chạy vô chân. Cả luôn chính phủ mà 911 một một ở đó đứng ra nói đó là họ cũng không có chỉ cái gì cho người dân bỏ chạy trốn chân. Họ cứ nói à, chỗ đó bị cháy chạy đi. Vậy thôi. Hỏi tại sao mà đại hướng nào ra làm sao họ cũng không biết nữa. Giống như mấy người làm 911 một một, giống như có một người làm thôi, ai gọi vô cũng phải đợi 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 nói chuyện xong rồi là không có gì hết. Vậy che cứu quả không thấy chạy vô mà cũng không có gì chân để nguyên thành phố nó cháy luôn, nó cháy rùi hết trơn trong lúc này đó. Đây là một trong những cái thành phố kêu bằng nổi tiếng ở bên Hawaii và những cái người sống ở đây đó là đất của họ là họ không có bán từ xưa tới giờ những cái doanh nghiệp lớn ở trên thế giới lợi đòi mua họ không có bán họ nói đất đai họ không có bán họ vẫn để họ sống họ mở cửa họ làm ăn đại khái vậy thôi nghèo nhưng mà họ mở cửa làm ăn bây giờ đốt cháy như vậy đó vừa đốt cháy xong rồi đó bị cháy chân rồi có người bắt đầu gọi vô nói là muốn mua đất của những người này cái giá gì giá gì kêu mấy người này bán đi tại chỗ đó trở thành rác rồi đây là họ nói giống như có một cái chuyện setup up gì đó. Thứ nhất là bị cháy, tại sao còi không được báo? Thứ nhì là tại sao không có chính phủ từ bên ngoài xe cứu quả em lăng chạy vô để mà giúp đỡ mà chữa cháy hay là làm bất cứ cái gì không có gì hết trơn. Rồi lúc cháy đó giống như gà mò không có người nào biết cái gì hết trơn đó. Everyone don't know crap và không ai biết gì hết trơn đó. Người dân chết chóc tùm lum hết trơn đó cả luôn ông thị trưởng ông gì đó ông thì ở chỗ này ông thị trưởng thì lúc đó đang ngồi trên tv nói chuyện là không có chuyện gì đâu mọi người đừng có lo không có bị cháy gì đâu mà đang bị cháy đùng đùng người ta nói đang bị cháy ở trong kia kìa ông nói đâu có cháy đâu đây you go nè ông nói như bình thường vậy đó tới ngày hôm nay nó rất là lộn xộn về chuyện này đó mình không biết đâu là đúng đâu là sai nữa nó trở thành vậy ok đó là của đài báo cho biết nha của đài abc news báo cho chúng ta biết